chứng kiến trước khi đối phương lìa đời, nhìn thấy bộ mặt thật của họ và tắt thở, anh ta mới có thể tìm được khoái cảm. Vạch trần, phanh phui nhiều bí mật, chắc chắn bị quả báo. Đây không phải là anh đâu. Từng xuất hiện ở hiện trường vụ án thì sao chứ? Chứng tỏ được gì? Anh ta không chỉ bị tâm thần phân liệt mà còn bị chứng quan tưởng bị bức hại. Siêu. Anh có thấy Diệp Kình Phong không? Chạy đi! Vô số manh mối chỉ là sự khởi đầu của cuộc chơi. Anh điều tra được hồ sơ tội phạm giết người, coi người bị điên nhiều hơn hay là người bình thường nhiều hơn? Càng khao khát có người đi vào trong lòng mình. Không lẽ tôi mê cô thật hay sao? Thật ra anh bị chứng đa nhân cách, có thể là món quà trời ban cho anh. Một lòng chất vấn, làm sao chia tách tình cảm? Diệp Kình Phong, em biết là anh. Em xin anh đừng dùng bất cứ lý do gì rời xa em nữa. Em dặn xin anh mà. Em mãi mãi hy sinh tất cả. Nhưng mà còn anh, tình yêu có giới hạn, không có hy vọng chờ đợi trong cô đơn. Bởi vì anh không thể là một con người, anh chỉ là một nhân cách. Anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Em có đồng ý chấp nhận tình yêu có thời hạn hay không? Không cần 10 giây, em cũng không quên anh đâu. Chú cơ, nhật ký trinh sát hình sự phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 6, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, chỉ có trên SCTV 9.